Em lấy cho anh mượn cái kéo. Anh mượn kéo để làm gì? Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn, mình vừa mới ngủ dậy xong và hôm nay nó đã ra cho chúng ta cái gọi là Divine Path mới rồi. Nhưng mà nó không phải là con rồng Quantum nha mọi người. Đấy, bình thường thì nó sẽ là con rồng Quantum đúng không? Nó như kiểu là đang một dãy ấy, đang ra một dãy Quantum thì nó phải ra con Quantum tiếp theo. Nhưng không các bạn ạ, bây giờ nó ra một con rồng khá là lạ. Đây mình sẽ cho các bạn xem nhé. Con rồng này có tên là gì? Barigua Dragon. Thì không biết là con này nó có thuộc một cái, hình như nó thuộc một cái nhóm gọi là Guardian đấy các bạn. Như kiểu là cái nhóm vệ binh đấy các bạn. Và nó cầm cái khiên. Thì theo như mọi người là cái con này nó có phải là một cái tộc mới hay không? À, mọi người nhìn nó khá là giống với con Redemption ha. Nhưng mà nó không bay mà nó lại cầm cái khiên. Vậy là cái tộc này là tộc mới đó mọi người. Và cái skill nó cũng là skill mới nhá. Đó. Ủa cái skill con này là cái gì vậy? Bạn nào biết cái skill con này là gì thì comment ở dưới cho anh biết nhá. Nó thuộc cái nhóm gọi là Guardian đấy các bạn. Có khi nào nó cũng thuộc cái tip của những con Quantum không? Một bên là công, một bên là thủ à? Kiểu là thủ nó sẽ như này, còn công nó sẽ đánh xuyên giáp. Hình như cái này là lá chắn phản đòn hay sao đó các bạn. Gây đam và nhận đam sử dụng và cho đồng đội thì sao ấy, để có thể gọi là sử dụng những lần tiếp theo. Nó sẽ chặn đam mà mọi người. Con này là dòng Warrior. Vậy là Quantum nó ra hết rồi mọi người. Hay là cái dòng Quantum nó sẽ không được phát triển tiếp. Nhưng mà nhân tiện thì cũng nói một chút về cái patch mới nhá. Patch này nếu như mà cái clip này mà đạt được 1.000 like thì ngày mai mình sẽ mua cái patch Premium nhá. Đấy, Premium. Còn nếu như mà đạt được 3.000 like thì mình sẽ mua patch Elite. Đấy, thực ra thì mình cũng không có ý định mua patch Elite đâu các bạn ạ. Còn nếu như không đạt được 1.000 like thì mình sẽ mua cái patch Premium, nhưng mà mình sẽ mua sau nhá mọi người. Còn nếu được thì ngày mai mình mua luôn. Còn Elite thì chắc chắn phải đạt được 3.000 like nha mọi người. Đấy, nhiều bạn kêu là 3.000 like khó quá. Thôi, 2.000 like thôi. Nhưng mà thực ra thì mình thấy là cái patch Elite này nó cũng không cần thiết lắm đấy mọi người. Ngoài cái việc mà các bạn có thể nhận được 300 mảnh của cái con rồng này, hai Happy Plasma ra, thì mình thấy nó cũng không có gì ngon lắm. Nó được thêm cái event booster, có nghĩa là các bạn sẽ được kiếm thêm 20% lợi tức từ những cái event này. Kiếm thêm 20% lợi tức từ việc các bạn làm nhiệm vụ event và được 2 lần quay mỗi ngày. Ngoài ra thì các bạn được thêm một extra orb slot. Nhưng mà theo như cá nhân của mình thì các bạn phải tốn thêm rất là nhiều tiền đấy. Kiểu hình như là 1 triệu hay sao nhỉ. Đấy, chỉ để thêm mấy cái lợi tức đấy thì mình thấy cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà 300 mảnh này thì cũng ngon, nhưng mà nó khá là tốn. Đó, cho nên là nếu như mọi người mà ủng hộ mình thì mọi người cứ bấm like nhá. Nếu được 3.000 like thì mình sẽ mua cái gói Elite. Đấy, bởi vì là các bạn bấm like cho mình thì cũng giúp cho cái kênh của mình một phần lấy lại tương tác thôi. Nên là nếu như các bạn mà tiếc cái việc mà giúp cái kênh của mình lấy tương tác thì thôi, mình cũng tiếc các bạn mua cái pack luôn. Có sao đâu đúng không mọi người. Rồi, và mình sẽ mở mấy cái đồ free trước nhá. Trời, mình tưởng được rồng chứ. Và ngoài ra ta sẽ được 10 game này. Nếu các bạn mua sớm thì các bạn sẽ được giảm 20% nha các bạn. Thực ra để giảm 20% thì nó cũng thế à. Nếu như mà các bạn mà quá cái mốc này mà các bạn mới mua nhá, thì các bạn sẽ không được giảm nữa. Nhưng mà còn lâu các bạn ơi. Đây. Ủa, không có mốc luôn à? Bình thường thì ở chỗ 1720 nó sẽ có một cái mốc ấy. Là nếu như các bạn đạt được số điểm này rồi thì các bạn mới mua thì nó sẽ không được giảm. Nhưng mà hôm nay thì nó vẫn cho giảm nha các bạn. Thực ra thì con rồng này nó là một cái tộc hệ mới. Và hệ đầu tiên nó là hệ gì? Thường thì mấy con rồng tộc hệ mới đấy các bạn, cái hệ đầu tiên của nó sẽ không phải là một cái hệ đặc biệt nhá. Và về sau thì nó sẽ thường có một cái con rồng, hoặc là hai con, hoặc là ba con, sẽ có một hệ đặc biệt. Đó, kiểu như thế ấy. Thì mấy con rồng đầu nó ra chỉ để nhằm cái phục vụ
phục vụ cho cái việc sưu tập thôi mọi người nhá. Và mình nghĩ là mấy cái con rồng cái thuộc cái tip là vua đây này, là những con rồng gọi là vệ binh ấy, thì nó sẽ có khiên, mỗi con nó sẽ có một cái khiên khác nhau. Thì theo như mọi người nghĩ là có phải thế không? Và cái khiên của cái con này nó khá là giống với cái đầu của nó các bạn. Vậy là mỗi con rồng này sẽ làm một cái khiên mà nó tương ứng với cái đầu của nó à. Nhìn cũng hấp dẫn phết đấy. Không biết là vậy còn nhóm Quantum thì sao ta? Để mình lên mình check thử cái nhóm Quantum xem là nó có gì khác hay không nhá. Đây, Quantum nó mới chỉ ra được 4 con Quantum thôi. Vậy là nó cũng đủ một phase rồi ha. Nhưng mà từ từ đã các bạn ơi. Cái gì mình đủ cả 4 con Quantum rồi luôn đấy à? Ghê vậy sao? Từ từ nhá. Bây giờ nhá, mình nhớ là một phase của Quantum thường nó sẽ là 5 con. Không phải, một phase của một loài thường có 5 con cơ các bạn. À đúng rồi, chính xác mà. Bởi vì là 4 con này, sau khi các bạn sở hữu 4 con này thì thường sẽ có một con nữa đúng không? Chắc vậy, nó còn trong cái bộ Collected đâu. Không có. Mình nghĩ là cái bộ Collected này là thường là mua cho các bạn. Giống như kiểu là cái mấy con Berserker này. Đó là các bạn phải mua thì nó mới có. Và sau khi các bạn sưu tập đủ 4 con thì nó sẽ cho các bạn con Berserker thứ 5. Đó, kiểu như thế. Còn Quantum thì chắc là không có bộ sưu tập đâu. Mấy con nào phải mua bằng tiền ấy, thì nó mới có mấy cái bộ sưu tập đặc biệt như này. Còn mấy con Quantum là mấy con các bạn lấy ở trong pet ấy, cho nên là không có cái bộ sưu tập đặc biệt đâu. Chắc là vậy các bạn. Ui, cái dòng Kama thứ 2 thì mình cũng gần như đủ rồi này. Khá là ngon. Sắp tới thì nghe đồn nhé mọi người. Nghe đồn là sắp tới sẽ ra dòng The Walking Dead 2.0 nha mọi người ơi. Không biết là nó có mạnh hay không, nhưng mà mình thấy là có vẻ như những bạn đang giữ những cái mảnh như con The Walking Dead bản 1.0 này, mọi người đang bán thốc bán tháo đi á. Thì mình nghĩ là sắp ra bản 2.0. Cũng có nhiều bạn hỏi mình ấy là có bán Arcade City không hay là có bán mảnh không, thì câu trả lời của mình là không nha mọi người. Trời, mình có đề cập gì đến mấy cái việc buôn bán mảnh đâu, và mình cũng không thích cái mấy cái vụ buôn bán lắm ấy. Cho nên là nếu như bạn nào mà thích buôn bán, có thể tìm những cái group uy tín các bạn mua nhá. Chứ mình thì mình không bán, bởi vì là bán mấy cái đấy thì mang tiếng lắm, nên là mình không có bán đâu mọi người ơi. Rồi, và hiện tại thì cuộc đua các bạn đua tới lap mấy rồi, comment ở dưới cho mình biết với. Bây giờ mình chỉ mong thanh niên top 1 đừng có đua thôi. Người ta đua lap 10 rồi, mình còn cách người ta 3 lap nữa. Đó, thì mấy cái nhiệm vụ về sau rồi, thì cá nhân của tớ, tớ thấy là làm nó cũng hơi khó các bạn. Cá nhân của tớ, tớ thấy làm nó hơi khó, cho nên là cũng hơi khoai. Nhưng mà nói gì thì nói chứ vẫn phải làm các bạn ạ. Mình hy vọng thanh niên top 1 sẽ dừng lại ở lap 10 hoặc lap 11 thôi. Chứ không 11 là mình cũng sẽ phải xả game đấy các bạn ạ. Mặc dù là mình không muốn xả game lắm, nhưng mà cái tính hơn thua là phải cố đạt top 1 đấy. Nên là mình sẽ xả game thôi, không việc gì phải xoắn hết đấy mọi người. Và cái thu hoạch cái này các bạn. Cái này lúc thì nó cho các bạn thu hoạch một ngày 3 lần. Lúc như các bạn thu hoạch một ngày một lần đấy. Lần này chắc chắn là các bạn sẽ thu hoạch một ngày 3 lần rồi các bạn. Thì chúng ta lại phải nhớ lại cái mốc là 10 giờ sáng, 6 giờ chiều và 2 giờ đêm. Đó, mọi người lưu ý là mọi người nhớ những cái khung giờ đấy nhá. 10 giờ sáng, 6 giờ chiều và 2 giờ đêm sẽ là giờ reset để các bạn thu hoạch những cái điểm con kia. Cái game nó thay đổi sạch sạch đấy các bạn ạ. Cảm giác nó cũng thay đổi liên tục ấy. Không biết là nhiều bạn sẽ cảm thấy nó thích đúng không? Nhưng mà riêng cá nhân của tớ thấy nó hơi khó chịu ấy. Kiểu lúc thay đổi thế này, lúc thay đổi thế kia đấy. Đây, để mình sẽ cho con Harry HRP. Đây, cho con HRP ra. Để sắp tới còn làm nhiệm vụ nữa các bạn. Đó. Thì mấy con rồng này mình cũng đang nâng sao này. Empower là nâng được cái con này lên 4 sao rồi. Con Temple lên 4 sao rồi. Và cái arena hiện tại chúng ta đang chơi này, nó là một cái arena hệ nước và nó cấm những con hệ đất. Thì chắc là mình sẽ cho cái con rồng này của mình lên 5 sao đó các bạn. Mình đã có một con rồng hệ nước. Rồi, cái con mà cầm cái đàn đấy mọi người nhớ không? Con thạch xanh của mình á. À, con summon này như nó cũng hệ nước hay sao ấy. Chính xác, con summon này của mình cũng hệ nước các bạn ạ. Nhưng mà mình đang suy nghĩ là mình có nên... Ủa? Summon hình như là... À, con này mình chưa cho lên các bạn ơi. Thôi thì mình sẽ nâng cấp nó lên nữa nhá. Con này thì còn một lần nhiệm vụ bang hội nữa các bạn ạ. Còn một lần nhiệm vụ bang hội nữa, hoặc là hai lần gì cơ, để chúng ta có thể cho nó lên. Thì sắp tới con này sẽ lên 5 sao, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không kịp cho cái arena lần này đâu mọi người. Đó,
Anna này nó ra hơi bị giữa giữa chung chung một tí, nên là mình nghĩ là hơi khó. Nhưng mà không sao, cứ cho lên đi, mốt cũng cần mà. Đây, Ada hiện tại của mình chỉ có con Tây Hải Long Vương là ngon nhất thôi. Đây con thạch xanh nữa này các bạn. Thạch xanh này thì mình cũng chưa tính là cho lên cấp ấy. Ê, thanh niên này mình chơi được nha. Còn cái con Deluge đó, con Deluge lần trước mình cũng cố gắng mình đi đi giải cứu để mình lấy đấy các bạn. Nhưng mà mình lười giải cứu quá cho nên là đến bây giờ mình vẫn chưa lấy được. Được cái đánh cho con này này, cho nên mình đánh ui hai lần luôn này hả? Bao. Mình nhìn chưa độ đau. Ui. Đấm thốn thế mà nó còn cấp 70 nữa, thôi chắc là nó sẽ thịt mình mất các bạn ạ. Đây là một con Akana. Nào sao các bạn, ui đánh hai lần luôn kìa. Đang để kêu cho các bạn xem sức mạnh của cái chiêu đầu tiên của nó đấy các bạn. Chiêu hồi máu ấy. Nhưng mà thua rồi các bạn ơi. Ủa con này nó xài cái chiêu một liên tục vậy. Vãi lều. Đánh hai cái. Ôi thua rồi các bạn. Mình chỉ có con Tây Hải Long Vương là mạnh nhất ở trong cái dàn rồng của mình thôi. Mà gặp một thanh niên có hai con rồng cấp 70 mình khinh thường và cái kết bị nó vả sấp mặt luôn. Trời được một cục. Quá buồn. Thế với các bạn, nhưng mà được một cái ấy, như mình đã nói là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Khi mà mình ít rồng xịn thì mình cũng sẽ gặp mấy thanh niên ít rồng xịn. Khi mà mình toàn rồng 70 năm sau thì mình cũng sẽ gặp toàn rồng cấp 70 năm sau thôi. Cho nên là cũng không lo lắng lắm về cái việc mà leo rank đâu mọi người ạ. Rồi mình sẽ thu hoạch cái lúc này ha. Đó. Nói chung là cái vấn đề leo rank thì nó không có đến mức độ là đáng quan ngại ha. Để mình xem là cái lần bắt ma lần này nó sẽ có cái gì nào. Check xuống dưới ha. Mình cũng chả mong chờ là mình sẽ bắt ma thành công đâu. Bởi vì hôm bữa mới bắt ma thành công rồi. Cái dương này không ngon lắm nhá. Dương này thì chỉ có nằm mảnh heroic thôi. Còn cái dương này thì sẽ có 200 mảnh có duo. Mà mình cũng chả ham các bạn ạ. Mà cái này nó cũng chỉ có ở mà 5, 10, 15, 20 á. Thì ít nhất các bạn cũng phải đạt được 20 đúng không? Ít nhất thì các bạn phải leo tầng 20 và cả tầng 5, 10, 15, 20 các bạn đều phải. Các bạn đều phải dính cái cục kia nhá. Còn vũ lít thì tầng 3, tầng 4 thì dính ma rồi. Cho nên là mấy cái này nó cũng không quan trọng lắm nhá. Đó các bạn thấy không? Cứ tầng 3, tầng 4 là dính ma thôi. Nên là mấy cái vụ này mình cũng không cần thiết lắm các bạn ạ. Để xem nào. Hiện tại thì mình cũng đang lắp 7 rồi. Thanh niên top 2 lắp 9 và thanh niên top 1 lắp 10. Và mình thì đang đạt được cái nốt thứ 2 thôi. Nhưng mà mình nghĩ là từ giờ tới cuối cuộc đua đấy, mà tới ngày 15 đúng không? Tới ngày 15 mà mình mà đạt tới lắp 12 thì vẫn được các bạn ạ. 3 ngày nữa cho 5 lắp. Nếu như mà mấy thanh niên kia không đua thì mấy người quên bứt tốc được. Chứ nó, bây giờ nó đua đến lắp 15 thì mình chịu các bạn ạ. Mình đua không lại, mình chạy, mình đuổi theo không kịp ấy. Nhưng mà vẫn phải xài game nhé. Hiện tại là còn 189 game đây này. Nếu như được thì vẫn phải xài các bạn nhá. Để xem nó có rồng nào mình phân tách được nữa hay không. Hiện tại thì cũng hơi ít các bạn ạ. Nhưng mà tầm này cứ phân tách ra đi các bạn. Bởi vì là không phân tách thì cũng không để làm gì á. Nên là có con gì mà mình phân tách được thì mình cứ phân tách, như kiểu con Jupiter God đây này. Tính ra là mình hơi bị nhiều rồng á. Hơi bị nhiều rồng kiểu cặp đôi hay là ba con á. Cho nên là mình cứ phân tách ra trước đi. Rồi mốt cần cái gì thì mình sẽ xài sau. Rồi và mình sẽ tạm dừng clip ở đây thôi nhá. Hôm nay thì nó đã ra cái pack mới rồi và mình cũng chỉ muốn hỏi ý kiến của mọi người thôi. Là nếu như cái clip này đạt được 1.000 like thì ngày mai mình sẽ mua luôn cái gói premium nhá. Và nếu đạt được 3.000 like thì ngày mai mình sẽ mua luôn gói elite. Còn nếu không được thì cứ từ từ mình sẽ mua gói premium nhá mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.